Có bồng cây này mà họ đục cái lỗ rộng lên, bên đấy họ đá úp vô lòi cái lỗ để cái lỗ chừa một lỗ nhỏ thôi để cho ông vào làm mật trong đó. À, rồi đến mùa là họ đi thu hoạch. Mùa họ đi thu hoạch. Cái tổ trên ngọn cây thì nó, ông tự nhiên. Dạ. Cái ông này là mình tự làm nữa, hắn tự bay đến và ông ở. Bạn có thể thấy cái tổ ong trong bọng cây. Ong ruồi. Anh Thắng đang dẫn mình đi xem tổ ong mật. Có một cái sự kỳ thú là có một số loài ong khác chạy tới tổ ong mật này để định hút mật thì đội bảo vệ, những chú ong bảo vệ bay ra cản trở. Cái gốc cây phía kia, gốc cây hôm sáng hôm rồi mình đã có xem. Các bạn có thể thấy hình ảnh của tổ ong bây giờ. Ở phía ngoài có khoảng 7 con ong khác loài đang muốn bay vô tranh giành tổ ong. Thì phía trong là có các chú ong ruồi đang bảo vệ, vây quanh mặt ở phía ngoài, không cho mấy chú ong kia vô. Hình ảnh rất là thú vị ở rừng khu bảo tồn Sao La, Quảng Nam. Các bạn thân mến, tôi vừa chứng kiến một cái tổ ong ruồi đang bảo vệ cái một số con ong khác tới tấn công để cướp mật. Một sự kỳ thú của rừng khu bảo tồn Sao La, Quảng Nam. Bây giờ thì mình phải về ăn cơm. Sáng mai trời sớm, trời sáng lạng mình sẽ chạy ra, mình sẽ quan sát thử là những con ong kia có cướp được thành công cái tổ mật của những cái ong ruồi hay không. Nhìn những chú ong ruồi đập cánh bảo vệ tổ rất là ngoạn mục các bạn ạ. Những hình ảnh này vô cùng lý thú mà hiếm hoi, rất hiếm hoi có thể quan sát thấy được.